Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để thảo luận cho ý kiến và thống nhất quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 và ban hành nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu một số cơ quan trung ương theo dõi Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành có liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào nội dung sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, ngày 12 tháng 10 năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành quy chế làm việc số 08. Trên cơ sở các quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh và tình hình thực tiễn khi tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, đề xuất các nội dung sửa đổi bổ sung quy chế, chỉ đạo xin ý kiến và đã tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. So với quy chế làm việc hiện hành, dự thảo quy chế làm việc mới giữ nguyên bố cục gồm 5 chương 32 điều, trong đó giữ nguyên nội dung 18 điều, sửa đổi bổ sung thay thế một số nội dung tại 14 điều và phần căn cứ. Bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc mới của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu cũng góp ý cụ thể vào một số điều khoản, điểm, mục, trong đó đề nghị điều chỉnh, diễn đạt ngữ nghĩa, làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, trong đó cho ý kiến về quy hoạch điều chỉnh địa giới hành chính hoặc thành lập, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính theo quy định của pháp luật, cho chủ trương đầu tư và thu hút đầu tư, huy động sự đóng góp của nhân dân vào ngân sách thực hiện các cuộc vận động lớn và mối quan hệ với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy. Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030, các đại biểu cho rằng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và đô thị hóa, một số đơn vị hành chính cấp xã đã có sự thay đổi, thiếu dư địa và động lực cần thiết để tạo ra xung lực mới cho phát triển kinh tế. Mặt khác, qua rà soát một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên, quy mô dân số chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. Do đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết là cần thiết để cụ thể hóa các kết luận nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, đồng thời đáp ứng yêu cầu quá trình đổi mới của đất nước, phát huy hơn nữa tiềm năng thế mạnh, đặc biệt là những giá trị di sản văn hóa lịch sử cùng truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất cố đô, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, xây dựng Ninh Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Thống nhất cao với đặc điểm tình hình, quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện, các đại biểu cũng tập trung phân tích cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, yếu tố văn hóa, lịch sử, khoa học, tính khả thi, hợp lý và hướng phát triển lâu dài khi xác định mục tiêu cụ thể, trong đó đến năm 2025, hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, xây dựng một số xã lên phường trở thành thành phố trực thuộc tỉnh với định hướng là đô thị cố đô, di sản, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Tập trung phát triển du lịch dịch vụ dựa trên nền tảng giá trị văn hóa lịch sử của cố đô Hoa Lư và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An để trở thành trung tâm văn hóa lịch sử du lịch cấp quốc gia có ý nghĩa quốc tế. Mở rộng địa giới hành chính, phát triển thành phố Tam Điệp theo định hướng trở thành đô thị công nghiệp, dịch vụ, kết nối và chuyển tiếp hài hòa, phù hợp với vùng di sản quần thể danh thắng Tràng An và tạo động lực phát triển vùng Đông Nam huyện Nho Quan. Để đạt được mục tiêu này, các đại biểu cho rằng cần thống nhất quan điểm trong lãnh đạo chỉ đạo, phải xây dựng lộ trình cụ thể, đề xuất Trung ương có cơ chế đặc thù cho tỉnh, đồng thời phải tính toán đến hướng phát triển lâu dài của tỉnh. Một số đại biểu cũng đề nghị xem xét bổ sung điều chỉnh một số nội dung trong phần nhiệm vụ giải pháp, trong đó ra soát, sắp xếp, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch, bổ sung công tác luân chuyển cán bộ, điều chỉnh chỉ tiêu cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập, nghiên cứu ban hành chính sách khuyến khích đối với cán bộ nghỉ trước tuổi đối với những xã nằm trong diện phải sáp nhập. Kết luận hội nghị,
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị, nhất trí với dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời giao cơ quan chuyên môn tiếp thu tổng hợp các ý kiến góp ý, hoàn thiện quy chế sớm ban hành theo quy định. Cơ bản nhất trí với dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030 trình tại hội nghị, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất một số khái niệm, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh phải quán triệt sâu rộng từ tỉnh đến xã, phải coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và tất cả các địa phương, chứ không phải chỉ các đơn vị phải sáp nhập, hợp nhất, phải nhận thức đây là vấn đề hệ trọng, chạm đến cả tâm tư, tình cảm, truyền thống, văn hóa của nhân dân, đến công tác cán bộ, đến phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Nhất là khắc phục nguy cơ kẹt giữa các cực tăng trưởng Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa bị níu kéo giữa tư duy phát triển phổ biến với các giá trị độc đáo khác biệt giữa phát triển xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa, xây dựng đô thị văn minh. Sắp xếp, sáp nhập phải bảo đảm hoạt động, hiệu lực, hiệu quả, mở ra không gian mới cho phát triển, xử lý mối quan hệ giữa ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, giữa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với đô thị hóa và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc độc đáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, đề án, bài bản cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số sở ban ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, các phòng giáo dục và đào tạo, các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Báo cáo và các tham luận của đại biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá, trong năm học vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo Ninh Bình tiếp tục phát huy có hiệu quả những thành tích của các năm học trước, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Công tác quản lý, quản trị nhà trường được tăng cường, đảm bảo kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong các cơ sở giáo dục, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý và dạy học. Đặc biệt, trong năm 2023 đã triển khai phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, đồng thời thực hiện thanh toán thu học phí và các dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt ở 100% cơ sở giáo dục. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp quốc gia đạt kết quả tốt. 2 năm liền có học sinh đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông. Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,6%, điểm trung bình các bài thi của thí sinh Ninh Bình xếp thứ tư toàn quốc. Chất lượng công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tiếp tục được duy trì và nâng cao. Đến nay, Ninh Bình là một trong 3 tỉnh của cả nước dẫn đầu về công tác này. Toàn ngành tiếp tục chuẩn bị các điều kiện và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Trong năm học mới 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực giáo dục đào tạo, khắc phục có hiệu quả một số tồn tại hạn chế về cơ sở vật chất lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, công tác đổi mới phương pháp dạy học tại một số cơ sở giáo dục, phấn đấu xây dựng mới 5 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 89,5%. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đứng trong top 5 cả nước. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông có ít nhất 60% học sinh dự thi đạt giải. Triển khai lựa chọn sách giáo khoa và biên soạn tài liệu giáo dục địa phương đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Triển khai công tác bồi dưỡng các mô đun về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho giáo viên đại trà, đảm bảo tiến độ kế hoạch. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn đã trao cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Khánh, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Trung học Phổ thông Bình Minh huyện Kim Sơn, tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 4 tập thể, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh cho 11 tập thể, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Nhân dịp này, 10 tập thể và 22 cá nhân được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
nhiều tập thể cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Qua đánh giá của các nhà nghiên cứu, Ninh Bình có diện tích tự nhiên không lớn, gần 1.400 km2, nhưng có địa hình đa dạng, có đồi núi, sông hồ, đồng bằng, vùng biển, mang đầy đủ sắc thái địa hình Việt Nam thu nhỏ. Đây là điều kiện cơ bản để tỉnh xây dựng không gian xanh, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển du lịch. Những năm gần đây, hệ thống cây xanh, mặt nước được Ninh Bình quan tâm xây dựng, tôn tạo, nên cảnh quan môi trường được cải thiện đáng kể, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút khách du lịch. Nhiều tuyến đường của đô thị Ninh Bình được nâng cấp, trồng một loại cây đặc trưng tạo điểm nhấn, nét đẹp cho không gian đô thị. Công viên xanh của Ninh Bình ta là đang được dần dần quy hoạch với các loại cây là đẹp hơn, xanh hơn và có bóng mát hơn. Đó là điều nhất. Thứ hai, đã dần dần được thay đổi các cái cây mà nó cao, nó ảnh hưởng đến mưa bão, lá rụng, nó ảnh hưởng đến cái vệ sinh môi trường, thì dần dần thay thế. Không gian xanh giữ vai trò quan trọng, đem lại không khí trong lành, là nơi khuyến khích các hoạt động thể chất, các hoạt động tinh thần. Đặc biệt khi Ninh Bình đang đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc xây dựng không gian xanh mang bản sắc riêng là hết sức cần thiết. Cần phải có quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết về không gian xanh đô thị. Sau đó thì chúng ta công bố, công khai cái quy hoạch đó cho người dân để mọi người đều cùng biết và thực hiện, tạo ra cái nét đặc trưng cho Ninh Bình về không gian xanh. Đó là những cái giống loài, cây trồng mang tính chất địa phương. Ví dụ như là cây trò, cây kim giao thì qua đó thì nó có mang lại, đem lại một cái nhận diện thương hiệu đối với địa phương mình. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống cây xanh đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quan tâm quy hoạch xây dựng hệ thống khu cây xanh, công viên, vườn hoa, quảng trường theo tầng bậc được kết nối bởi hệ thống cây xanh, đường phố, cây xanh ven các tuyến sông hồ, mặt nước, tạo nên mạng lưới không gian xanh công cộng. Cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, người dân cũng đã có sự vào cuộc tích cực trong việc trồng, chăm sóc cây xanh. Lát cái vỉa hè này rồi, xây cái bồn cây này, bắt đầu là mới trồng cái cây hoa mai. Cây hoa mai thì đúng là cái cây hoa mai này nó cũng rất là đẹp. Đấy, thì là chị em cũng cứ sáng thứ bảy hàng tuần là đều ra dọn vệ sinh, nhổ cỏ gốc cây, rồi là cũng cắt tỉa. Ví dụ cái cây nào mà nó thấy nó lòe xòe các thứ là mình cắt tỉa đi để cho nó gọn, nó đẹp. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng khi xây dựng không gian xanh cần ẩn chứa thông điệp, câu chuyện nhân văn đằng sau, chứa đựng giá trị văn hóa, lịch sử và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ đó tạo nên bản sắc riêng có, hấp dẫn và thu hút khách du lịch về với Ninh Bình. Được quy hoạch nằm trong vùng trọng điểm sản xuất lúa hữu cơ gắn với du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm của tỉnh và của huyện. Những năm qua, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh luôn chú trọng phát huy lợi thế sẵn có, cùng với tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tuyên truyền vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, từng bước khẳng định thương hiệu địa phương từ các sản phẩm lúa hữu cơ chất lượng cao. Thôn 7, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh. Ba vụ nay, người dân nơi đây đã chuyển hẳn sang gieo cấy bằng máy và bằng tay, thay cho gieo xạ như trước kia. Những giống lúa mới chất lượng cao sản xuất theo đơn đặt hàng và đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng được người dân áp dụng. Phương thức canh tác hiện đại không chỉ mang lại thu nhập cao hơn cho người dân, mà còn góp phần tạo ra các nông sản thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe. Trước kia mà xạ thì cái lúa ma, lúa cỏ, cái đầu tư thì rất là nhiều. Có thể là một vụ là phải phun thuốc trừ cỏ 2-3 lần, nó ảnh hưởng đến cái môi trường. Thì từ khi chuyển sang gieo cấy thì có thể là cái đầu tư thì ít mà thu nhập thì cao hơn. Bà con làm là nó giảm cái giờ làm đi, mà nó không sử dụng thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật, nó không làm ảnh hưởng đến môi trường. Khánh Trung có hơn 600 hectare đất nông nghiệp thì có trên 500 hectare sản xuất theo hướng hữu cơ gắn với lúa chất lượng cao. Trong đó, tại Hợp tác xã Nông nghiệp Kiến Thái, tỷ lệ này chiếm tới trên 90%. Đây là kết quả của một quá trình tuyên truyền vận động bền bỉ để người dân thay đổi tư duy sản xuất,
song yếu tố kỹ thuật, đầu ra cho sản phẩm, đặc biệt là sự cạnh tranh về giá, vẫn là mấu chốt để họ quyết định gắn bó lâu dài với phương thức sản xuất tiên tiến hiện đại này. Liên kết để làm sao là khi mà có cái nuôi hữu cơ thì dứt khoát là cái giá thành là phải các doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cái này. Hiện nay chúng tôi đang làm 4 vùng lấy thương hiệu, tức là 4 vùng sản xuất là có thương hiệu là mã vùng đấy, để khi mà quảng bá trên sàn giao dịch, trên các sàn thì nói chung chúng tôi cũng có cái cơ sở để mà tin tưởng sau này bà con trên đất nước cũng như là trong tỉnh mình sẽ có một cái cơ sở để mà mua làm sao cái đúng với lại cái chất lượng của cái sản xuất hữu cơ. Trong định hướng và tầm nhìn dài hạn, Khánh Trung xác định phải xây dựng thương hiệu địa phương từ chính nông sản đặc trưng khác biệt. Xã đã xây dựng lộ trình cụ thể, trong đó có quy hoạch thành 7 vùng sản xuất theo hướng hữu cơ tập trung và các sản phẩm lúa chất lượng cao, phấn đấu đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Các giống lúa nếp hương và nhóm lúa đặc sản như Tiến Vua, Thiên Phú, Hương Bình mà xã đang sản xuất hiện được người tiêu dùng rất ưa chuộng, song mới dừng lại ở việc tiêu thụ trong tỉnh và một số tỉnh thành lân cận. Do đó, để tăng sức cạnh tranh, đưa các sản phẩm đi xa hơn và khẳng định thương hiệu trên thị trường, Khánh Trung cần có bước đi đột phá hơn. Tới đây thì có năng liên kết để thực hiện cái việc xuất khẩu, để có cái thương hiệu của Khánh Trung để chúng tôi đã đăng ký vùng, trồng và cấp mã vùng để thực hiện được cái chương trình này. Và trong cái lộ trình ấy để thực hiện được thì trước hết người ta vẫn nói là cán bộ đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Thì Ban Chấp hành Đảng bộ có ra một cái nghị quyết chuyên đề đối với các đồng chí đảng viên, bản thân, gia đình phải gương mẫu thực hiện trước, tuyên truyền, vận động bà con dân, phụ trách hộ gia đình, nắm tâm tư nguyện vọng của bà con, phản ảnh kịp thời để đảng ủy có cái chủ trương sát đúng với cái điều kiện hiện nay để thực hiện được cái ước vọng của đảng bộ dân Khánh Trung trong cái thời gian tới. Quyết tâm và lộ trình để xây dựng thương hiệu địa phương ở Khánh Trung là rất rõ, song để ước vọng trở thành hiện thực, hiện hữu trên từng cánh đồng, thửa ruộng, cuộc sống người dân thì rất cần những cơ chế chính sách mang tính đồng bộ lâu dài của tỉnh và của huyện, nhất là về giống, quy hoạch và thủy lợi nội đồng. Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp hội nông dân huyện Nho Quan triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đi đầu trong phong trào thi đua, nhờ siêng năng cần cù nên gia đình bà Nguyễn Thị Huế luôn đạt được hiệu quả trong sản xuất nhờ áp dụng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Với diện tích trên 3.000 m2, hơn 10 năm nay, bà duy trì mô hình nuôi giống gà di kết hợp trồng cây ăn quả cho thu nhập bền vững. Mỗi năm xuất bán ra thị trường hơn 20 tấn thịt gà chất lượng, được nhiều thương lái và khách hàng tin tưởng. Nhờ đó, nhiều năm liền bà luôn giữ vững danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trước thì làm ruộng thấy nó vất vả, thu nhập nó thấp hơn. Thì bây giờ thì thấy người ta phát triển về cái con gà di lạc thủy này thì thấy nó tốt. Thì trước thì cũng nuôi ít, xong là dần dần thì phát triển thấy nó tốt hơn, thì thấy kinh tế gia đình thì nó đưa lên. Trong thời gian tới thì gia đình chúng tôi cũng có hướng là phát triển mô hình về cái con gà sạch để phục vụ cho người tiêu dùng là được cái thực phẩm sạch. Để phong trào đi vào đời sống, các cấp hội nông dân trong huyện đã có sự đổi mới nội dung và hình thức vận động tuyên truyền, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây con giống mới, hỗ trợ cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, số vốn các ngân hàng ủy thác là trên 700 tỷ đồng cho hơn 7.000 hộ vay. Với những cái bước đầu tiên thì cũng rất là khó khăn, nhưng cũng được sự hỗ trợ của hội nông dân và các ban lãnh đạo của xã thì cũng đã giúp cho tôi vay được một số vốn là 300 triệu để về phát triển kinh tế hộ gia đình. Thì cũng dựa vào cái số vốn đấy thì tôi cũng đã phát triển mở rộng thêm những cái quy mô trang trại và đưa thêm những cái con giống tốt hơn để phát triển cho gia đình nhà mình. Với sự lan tỏa mạnh mẽ, phong trào đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất hàng hóa như nuôi ong ở xã Quốc Phương, trồng na trái vụ ở Phú Long, trồng ổi ở Đồng Phong, cho thu nhập từ 100 triệu đến 200 triệu đồng một năm. Hàng năm đã thu hút hơn 13.000 hộ đăng ký tham gia phong trào. Hiện tại, trong Hội Nông dân xã Thịnh Bình chúng tôi đã thành lập được trên một chục tổ hội. Trong đấy nổi bật nhất là tổ hội nghề nghiệp nuôi ong và trồng bí xanh thôn Tân Thành và tổ hội nuôi gà di xã Thạch Bình.
các thành viên trong tổ hội thì được Hội Nông dân xã Thạch Bình đưa đi tham quan học tập các mô hình ở trong và ngoài huyện, đi tập huấn các kỹ thuật chăn nuôi sản xuất kinh doanh, được hỗ trợ vay vốn. Nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã thành lập các doanh nghiệp hoặc các tổ hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay toàn huyện đã thành lập được 21 hợp tác xã, 41 tổ hợp tác, 54 tổ hội nghề nghiệp. Trong thời gian tiếp theo thì Hội Nông dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lại hội viên nông dân để tìm các cái đầu ra, nó liên hệ với Liên minh hợp tác xã, với các cái cửa hàng bán nông sản của do Hội Nông dân tỉnh đã thành lập để đưa các cái sản phẩm của Hội Nông dân đi đến tay người tiêu dùng một cách đảm bảo. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng các mô hình sản xuất hiệu quả giúp nông dân nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng, qua đó thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Nho Quan ngày càng phát triển, làm cho nông dân giàu, nông thôn đổi mới. Truyền thống hiếu hạnh, biết ơn ông bà cha mẹ đã có từ rất lâu đời, được duy trì qua nhiều thế hệ, trở thành một đạo lý sống của người Việt. Giữ gìn và phát huy nét đẹp đạo hiếu chính là góp phần nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tranh thủ dịp nghỉ lễ cuối tuần, anh Trần Đức Quỳnh và gia đình ở thành phố Hà Nội đã trở về quê thăm cha mẹ. Tuy không có điều kiện ở gần, nhưng trong lòng hai vợ chồng lúc nào cũng hướng về nguồn cội, luôn quan tâm, chia sẻ và động viên để các đấng sinh thành sống vui, sống khỏe. Bách thiện thì hiếu hàng đầu, nên là cái việc mà thờ tổ tiên, ông bà cũng như là quan tâm đến sức khỏe, đến bố mẹ là một nét đẹp. Cái đấy nó cũng sẽ có một cái ảnh hưởng tích cực cho con cháu về sau này. Đặc biệt là lớp trẻ bây giờ thì thường hay ít quan tâm nhiều sau khi mà đi ra ngoài cuộc sống. Chúng tôi cũng rất là mong muốn được mọi người được duy trì cái nét đẹp như vậy. Đối với người Việt Nam, lòng hiếu thảo chính là một trong những giá trị đạo đức cao đẹp, giàu tính nhân văn, được lưu giữ và truyền lại từ hàng ngàn năm nay, là tấm lòng tri ân và báo đáp đối với cha mẹ, ông bà. Với tính liên tục của sự trao truyền thế hệ, lòng hiếu thảo của mỗi con người khi ứng xử với đấng sinh thành cũng là tấm gương để con cái của chính họ noi theo từ những điều giản đơn nhất. Ngay từ thời bố mẹ cũng đã giáo dục chúng tôi cái làm sao giữ được cái đạo làm con và biết đối nhân xử thế, và cũng với lòng hiếu kính và làm sao mà tôn trọng bố mẹ để sau là tấm gương cho con cái nó noi theo. Chung là như bản thân gia đình nhà chúng tôi là con cháu là các cháu đều ngoan và cũng biết hiếu kính với bố mẹ, với ông bà. Và các cháu luôn quan tâm, hỏi thăm và tạo điều kiện nên cho ông bà sống vui, sống khỏe. Thể hiện đạo hiếu với cha mẹ không chỉ là trách nhiệm của người làm con, mà còn là quyền lợi thiêng liêng và cao cả của mỗi cá nhân. Việc giáo dục đạo hiếu giúp con cái thấy được bổn phận, giữ đúng vị trí của mình trong xã hội là vấn đề hết sức quan trọng trong giáo dục gia đình từ xưa đến nay. Xây dựng một cái gia đình hạnh phúc, ông bà mẫu mực con cháu thảo hiền là một trong nội dung hoạt động quan trọng của tất cả các gia đình. Trong đó, người cao tuổi là một lực lượng hết quan trọng. Cho đến nay có thể nói rằng không ai không già. Mà tuổi cao thì phải phát huy được cái gương sáng của những người tuổi cao. Bắt đầu từ gia đình và để cho con cháu noi theo thì trước hết ông bà, cha mẹ phải mẫu mực đầu tiên. Tạo lên một cái không khí chan hòa lúc nào cũng vui tươi phấn khởi. Để cho con cháu là phải đảm bảo cái chữ hiếu đối với bố mẹ. Công cha nặng lắm cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng cưu mang. Một mùa Vu Lan nữa lại về, mong rằng truyền thống đạo hiếu sẽ luôn được hiện hữu trong mỗi gia đình người Việt, để nét đẹp văn hóa, đầy tính nhân văn này mãi được giữ gìn và lan tỏa đến mai sau. Tại Trung đoàn 855, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh vừa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 quân đội thuộc các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phân viện Quân y 5 thuộc Bệnh viện Quân y 7.
Trong thời gian 3 ngày từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8, các học viên được học tập nghiên cứu các chuyên đề về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, về dân tộc, tôn giáo, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ huyện, tỉnh, xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn thống nhất phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ từng người không có súng. Lớp bồi dưỡng nhằm củng cố và nâng cao kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ quân đội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa phương trong giai đoạn hiện nay.